Ruby Hi chào cả nhà nha. Thì hôm nay Ruby Hi sẽ trở lại cái trại và làm cái món gọi là tăng gia cái chòi nha cả nhà. Nói chung là ăn mừng cái chòi đã hoàn thành nha. Ở trên này thì cái cây sung rừng nó chín rồi cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy sung nó chín vàng hết luôn cả cây nha cả nhà. Sung nhà thì nó chín trái màu đỏ ha, còn sung rừng thì nó chín màu vàng nha cả nhà. Bây giờ Ruby Hi sẽ đi nhóm lửa rồi mình nướng gà với lại nướng cá nha cả nhà. Cái này chế thị thì nó chưa có lớn lắm cả nhà ơi, nó còn đây nè, nó còn nhỏ, nó chưa khi nào nó bự nó chín thì Ruby Hi sẽ quay cho cả nhà xem ha. Bây giờ Ruby Hi sẽ đi nhóm lửa nha cả nhà, rồi còn gà với trong kia mình làm rồi, mình mua nha cả nhà, không có xác xanh nha. Bát xa con gà nha cả nhà, bát ớt nha. Còn con cá chim này mình chỉ cắt ra mình khứa ra gì rồi mình bỏ muối vô thôi. Giờ để nguyên con nướng không được nha cả nhà, giờ cứa đôi ra nha. Tại cái lò nó hơi nhỏ cả nhà ơi. Ướp muối ớt nãy giờ rồi. Thì giờ lửa nó hừng rồi, mình nướng cá nha cả nhà. Thì mình nướng, mình bỏ cái tờ lá chuối lên cho nó đỡ dính con cá nha. Con cá này nó chín rồi nha cả nhà. Còn bên kia hai con gà mình chẻ đôi ra đang nướng bên này nha. Đó. Giờ mời cả nhà nha. Hôm nay làm cái tiệc nhỏ nhỏ ăn mừng cái trại nha cả nhà.
Thôi vô bia nha. Rõ nữa. Lỗi quên ngồi bệt nha. Được. Thế mà lên là làm cái ấy xuống rồi nó cũng đều chứ không sao đâu. Đó. Bình với lại anh ngồi đó luôn. Thôi ngồi qua đây cho mát này. Qua đó cũng được. Đừng cao phải chứ. Anh nhỡi cái này hay là anh nhỡi cái đó? Cái nào cũng được. Cái nào cũng được. Ông mà chú Hoài thì chắc khoái cái màu mấy ly rượu trước đi. Đó, màu đó. Cái này quá. Thôi. Thôi nha. Đó, hai ba. Chú sức khỏe. Vô nhỏ nhỏ. Đây gà nó chín rồi nha cả nhà. Bên này mới cắt ra. Cũng được. Thứ bảy nhật mình bán 5 tờ, em bán 500 tờ. Nó ngon rồi. Dạ, kiếm được 1 ngàn nó mấy xị á. Giờ 1 tờ được 1 ngàn. Còn cá này hâm lại cho nó nóng nha cả nhà ơi. 90 rồi. Bây giờ bán 10 ngàn, 1 ngàn. Nhìn gì đó. Đây đùi gà này cả nhà. À, nhìn đùi gà đá không? Trời ơi vàng ươm luôn á. Video tới đây mình xin kết thúc nha cả nhà. Cả nhà cảm thấy yêu thích cảnh đồng quê và các trò tre của mình thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để mình còn động lực làm tiếp những clip tiếp theo nha cả nhà. Bây giờ thì Ruby xin chào cả nhà nha. Chào tạm biệt. Bye bye.